À, xin chào anh em ạ. Nay mình bán ba khối trúc. Thì cái trúc này á, là cái trúc cũ của mình, hàng thủ. Trúc mình chơi là trúc nó lâu bê gọi như là mình bán một khối thủ luôn. Thì đây gọi là hàng tuyển của tuyển. Đấy. Mình cắt định để làm chơi. Nhưng mà bây giờ mình chuyển qua chơi cái trúc trúc kia rồi. Nên là mình bán luôn. Cái khối đầu tiên này, khối này khối đố này. Cọc rễ này. Làm em cắt định đây hoặc định đây phần đẹp này. Rất là tròn da này, thẳng cực kỳ thẳng, góc nó cũng thẳng lắm. Đấy. Khối này là khối trúc quế. Cái này thì có thể làm được nhiều loại, thì loại ví dụ như làm sáo bên được này, sáo trâm, đô trâm hoặc rê trâm, cắt đây bên được này, cắt gốc đi. Nó có nhiều phương án. Đấy. Đây là khối đầu tiên này, khối thứ hai này cũng là trúc quế luôn, hai khối này trúc quế. Khối này trúc tím cực kỳ da, khối này thì nứt gốc này. Đấy. Khối này làm được xí bê ba xí giãn nứt gốc. Thì trước đây mình bán khoảng khối như thế này, nứt gốc như thế này thì khoảng 500, bây giờ thì mình bán chỉ có 400 thôi. Đấy. Đây là cù đấy, nhưng gốc rất là lực. Khối này mà không nứt thì rất là nhiều tiền này, tiền triệu ấy. Đây khối trúc tím, đây là cái loại xin là tốt nhất trước đây mình nhập. Thì khối này là mình để giá 800. Đấy. Thẳng tương đối rồi, bỏ trúc lại trúc kia một chút nữa. Trước đây một khối như thế này thì khoảng 1 triệu đến 1 triệu 2. 3 phút.